kia Sorento thế hệ mới đã lần đầu tiên trình làng tại thị trường Mỹ vào tháng 9 năm ngoái. Sau gần một năm, hãng kia tiếp tục giới thiệu Sorento Turbo Fab 2022 với người tiêu dùng Mỹ. Sử dụng hệ chuyển động Plug-in Hybrid, đây chính là phiên bản tiết kiệm xăng nhất của dòng Kia Sorento 2022 ở thị trường Mỹ. Cụ thể, Kia Sorento Turbo Fab 2022 được trang bị động cơ xăng 4 xi lanh, tăng áp, dung tích 1.6 lít, tơ điện mạnh 90 mã lực và cụm pin 14 kW. Tổng cộng, mẫu SUV cỡ trung này có công suất 261 mã lực. Sức mạnh được truyền tới cả 4 bánh thông qua hộp số tự động 6 cấp. Ngoài ra, Kia Sorento Turbo phép 2022 còn có hệ dẫn động 4 bánh toàn thời AVKD tiêu chuẩn, khóa vi sai trung tâm, hệ thống điều hướng men xoắn và hệ thống chọn chế độ lái Drive Mode Select. Theo hãng kia, khi chỉ dùng mô tơ điện, xe có thể chạy được quãng đường 52 km. Nếu dùng cả động cơ xăng thì xe có phạm vi di chuyển tổng cộng là 740 km. Đặc biệt, mẫu xe này chỉ tiêu thụ lượng xăng trung bình là 2 lít trên 100 km. So với các phiên bản còn lại của dòng xe này, Kia Sorento Turbo Fab 2022 có đặc điểm nhận dạng riêng là cổng sạc nằm trên chắn bùn sau bên phải và tem chữ nổi Eco Plug, in trên cửa cốp. Tại thị trường Mỹ, xe được chia thành hai bản trang bị là SX FX và SXP. Những trang bị tiêu chuẩn bao gồm hệ thống âm thanh vòm Bose với 12 loa. Dịch vụ kết nối UVO, 8 cổng sạc dành cho mọi hành khách và sạc điện thoại thông minh không dây. Ở bản cao cấp hơn, mẫu SUV cỡ trung này được trang bị bằng đồng hồ kỹ thuật số, với màn hình 12.3 in và màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 10.25 in. Bên trong kia Sorento Turbo Phép 2022 là không gian nội thất 3 hàng ghế, đủ chỗ cho 7 người ngồi. Ghế của xe được bọc bằng chất liệu da tổng hợp Syntex tiêu chuẩn và da đục lỗ tùy chọn cuối cùng là những trang bị an toàn tiêu chuẩn như camera 360 độ, hệ thống hỗ trợ lái trên cao tốc và hệ thống kiểm soát hành trình dựa trên định vị. Dự kiến, Kia Sorento Turbo PHEV 2022 sẽ chính thức có mặt tại các showroom Mỹ vào quý 3 năm nay. Hiện giá xe Kia Sorento 2022 phiên bản tiết kiệm xăng vẫn chưa được công bố. Xe cổ, xe cổ